Màn chạm trán với đội tuyển Palestine vào tối qua là trận đấu giao hữu duy nhất của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 9. Chính vì vậy, ông Philippe Chusier đã mạnh dạn thực hiện nhiều sự thử nghiệm nhằm tìm ra đội hình tối ưu cho vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, về chiến thuật, vị huấn luyện viên người Pháp vẫn sử dụng sơ đồ yêu thích 3-4-3. Ngay ở vị trí người gác đền, ông Chusier trao cơ hội cho thủ môn Nguyễn Đình Triệu thay vì ngôi sao số 1 Đặng Văn Lâm. Trong hệ thống phòng ngự gồm 3 trung vệ, Quế Ngọc Hải cũng được cất trên băng ghế dự bị, trong khi Duy Mạnh là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất đã dẫn dắt hai cầu thủ trẻ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sau thời gian dài vắng bóng được bố trí đá tiền vệ trung tâm với Nguyễn Tuấn Anh. Hai cái tên lần đầu tiên được hít thở bầu không khí đội tuyển là Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu lần lượt được trao cơ hội ở hành lang cánh trái và phải. Bất ngờ lớn nhất mà ông Chusier mang đến trong trận này nằm ở hàng tấn công. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023 Nguyễn Hoàng Đức được bố trí đá cao nhất trên hàng tiền đạo, trong khi những chân sút thực thụ như Nguyễn Tiến Linh ngồi dự bị. Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải là hai tiền đạo bám biên để hỗ trợ cho ngôi sao của câu lạc bộ Viettel. Ý đồ thử nghiệm nhân sự của ông Chusier lại không được trọn vẹn, khi hai hậu vệ biên đã bất đắc dĩ rời sân từ sớm vì dính chấn thương. Hậu vệ phải Phạm Trung Hiếu nhường chỗ cho Hồ Tấn Tài khi bóng còn chưa lăn được 10 phút. Trương Tiến Anh được chám vào chỗ của hậu vệ trái Triệu Việt Hưng, người đã rời sân bằng cáng khi hiệp 1 mới trôi qua được một nửa thời gian, sau pha va chạm bằng đầu rất mạnh với cầu thủ đối phương. Đội tuyển Việt Nam đã chơi kiểm soát bóng tốt trước đối thủ Palestine có thể hình cao to hơn. Các cầu thủ Việt Nam cho thấy họ đã phần nào thấm nhuần được triết lý chơi bóng của phù thủy trắng. Các miếng đánh của đội tuyển Việt Nam khá rõ ràng và đa dạng, từ phối hợp trung lộ, tạt cánh và chuyển đổi trạng thái sang tấn công bằng 1-2 đường truyền. Khoảng trống do đội Palestine tạo ra đã được cầu thủ chủ nhà khai thác tương đối tốt. Quang Hải dù chưa có phong độ cao tại V-League nhưng là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1. Tiền đạo sinh năm 1997 ghi dấu ấn với đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương để tạo cơ hội cho Tuấn Hải, nhưng chân sút này không đủ nhanh để tung ra một cú dứt điểm hoàn hảo. Ngoài ra, cựu tiền vệ của câu lạc bộ Po còn cho thấy những phẩm chất tốt nhất của mình với nhiều pha qua người kỹ thuật. Công Phượng cũng mang lại tín hiệu tích cực. Sau khi được vào sân ở hiệp 2, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam với pha bấm bóng đẳng cấp để hạ gục thủ môn đối phương, mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công giúp chân sút xứ Nghệ lấy lại sự tự tin, bởi anh gần như không được ra sân ở Nhật Bản và phải đối mặt với sự hoài nghi lớn từ người hâm mộ khi xuất hiện trong danh sách đội tuyển. Thử nghiệm của ông Chusier không thành công, khi Hoàng Đức đã chơi nhạt nhòa với vai trò đá tiền đạo nhưng lại cho thấy vai trò không thể thay thế ở tuyến giữa. Chính tiền vệ của câu lạc bộ Viettel đã có đường chọc khe sắc bén kiến tạo cho Công Phượng. Sau đó, Hoàng Đức lại rót bóng bổng như đặt đưa Tuấn Hải vào tư thế thuận lợi nhưng chân sút này đã bỏ lỡ cơ hội. Văn Toàn cũng không phụ sự tin tưởng của ông Chusier khi đóng góp một kiến tạo. Tiền đạo đang thi đấu ở Hàn Quốc này có pha bứt tốc xé gió bên hành lang phải trước khi dọn cỗ cho Tuấn Hải ghi bàn dễ dàng, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Palestine. Đây cũng là đóng góp lớn khiến Văn Toàn cởi bỏ được áp lực tâm lý, khi cũng ở trong tình cảnh giống như người đồng đội cũ Công Phượng. Màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam dù chưa thực sự thuyết phục ở một vài thời điểm nhưng kết quả chiến thắng trước Palestine là cần thiết để đội bóng của ông Chusier tiếp tục cải thiện và hướng đến phía trước. Dịp FIFA Day chính thức khép lại vào hôm nay, 12 tháng 9, và các cầu thủ sẽ về câu lạc bộ trước khi hội quân trở lại vào tháng 10.